Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai, ngày 30 tháng 9 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin tái cam kết Tập Cận Bình lo dập lửa vừa họp xong Hải Dương 8 lại lao vào. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến rất nhiều những hình ảnh, đó là việc Trung Quốc chuẩn bị cho duyệt binh nhân 70 năm ngày thành lập của mình. Và bên cạnh đó chúng ta cũng chứng kiến tình hình căng thẳng ở ngoài Biển Đông, đặc biệt là khu vực Bãi Tư Chính, nơi Việt Nam có toàn bộ chủ quyền về đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Nhưng Trung Quốc cũng cho rằng đó là chủ quyền của họ, và tranh cãi này hiện nay vẫn chưa chấm dứt. Và trước sức ép các cuộc biểu tình càng ngày càng lớn tại Hồng Kông, hôm nay ngày 30 tháng 9 năm 2019, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tái cam kết cho việc cho phép Hồng Kông tự chủ các vấn đề của họ, giữa lúc các cuộc biểu tình chống chính phủ vẫn tiếp tục ở lãnh thổ bán tự trị này. Và hình ảnh các bạn có thể xem và chia sẻ ở trên một số trang truyền thông quốc tế đã đăng tải, nhưng ở trong nước chưa đăng. Đó là việc Tập Cận Bình tái cam kết trung thực với vấn đề Hồng Kông. Hôm 30 tháng 9 ngày năm 2019, tức là hôm nay, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tái cam kết vẫn cho phép Hồng Kông tự chủ các vấn đề của họ, giữa lúc các cuộc biểu tình chống chính phủ vẫn tiếp tục ở lãnh thổ bán tự trị này. Ông Tập phát biểu tại một cuộc sự kiện trước thềm lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc hôm nay 30 tháng 9 năm 2019. Và ông nói, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ và trung thực các nguyên tắc một quốc gia, hai hệ thống và người Hồng Kông quản lý người Hồng Kông. Cách tiếp cận của Trung Quốc là để đảm bảo Hồng Kông và khu vực bán tự trị Macau được thịnh vượng và tiến bộ cùng với đại lục và nắm lấy tương lai thậm chí còn tươi sáng hơn. Ông Tập Cận Bình đã nói như vậy. Và đây là nội dung của bài báo đã đăng, và hình ảnh ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xuất hiện ngày hôm nay trước buổi lễ cho ngày mai là ngày 1 tháng 10. Và cùng lúc đó thì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV dịp này đã phát các chương trình ca ngợi lòng yêu nước trong suốt cả ngày 30 tháng 9 vừa qua, và hiển thị hình ảnh ca ngợi công dân bao gồm các dân tộc thiểu số trong trang phục truyền thống vẫy chào quốc kỳ Trung Quốc. Và nếu các bạn vào xem trang của CCTV thì sẽ thấy hình ảnh chào mừng tràn ngập trên các phương tiện truyền thông này của nhà nước Trung Quốc, và đều nói về sự kiện tổ chức 70 năm ngày quốc khánh của Trung Quốc trong ngày mai. Và tất nhiên cũng như Việt Nam, trước mỗi sự kiện quan trọng thì các lãnh đạo đảng và nhà nước lại tới viếng ông Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Lăng Ba Đình, thì ông Tập Cận Bình cũng như vậy, và ông đã tới viếng Mao Trạch Đông. Và hình ảnh mà chúng ta có thể thấy trên một bài báo vừa đăng xong là Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ sự kính trọng và tới cố lãnh đạo Mao Trạch Đông trước lễ kỷ niệm 70 năm của Trung Quốc. Hình ảnh trên trên nhật báo Singapore hôm nay cho thấy Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi ngang qua vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng nhân dân trong một buổi lễ tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào ngày 30 tháng 9 năm 2019, là hôm nay. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tỏ lòng kính trọng với di hài được ướp của Chủ tịch Mao Trạch Đông vào hôm thứ Hai ngày 30 tháng 9 trong một cử chỉ hiếm hoi trước lễ kỷ niệm 70 năm cai trị của Cộng sản. Ông Tập Cận Bình cùng các quan chức hàng đầu của Trung Quốc đã đến thăm lăng Mao nằm ở trung tâm Bắc Kinh tại quảng trường Thiên An Môn và cúi đầu 3 lần trước bức tượng của nhà lãnh đạo quá cố. Tân Hoa Xã đã đưa tin như vậy. Ông cũng tỏ lòng kính trọng với thi hài của Mao, người đã có xác được ướp và giữ trong một lồng kính tại khu tưởng niệm này. Lần cuối cùng một nhà lãnh đạo Trung Quốc cúi đầu trước bức tượng của người dẫn đường vĩ đại là 6 năm trước, khi ông Tập kỷ niệm sinh nhật lần thứ 120 của Mao Trạch Đông. Động thái nhằm tôn vinh người sáng lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa diễn ra khi đất nước sẵn sàng cho một ngày lễ hội được tổ chức chặt chẽ, bao gồm một cuộc diễu binh quân sự lớn và thả 70.000 con chim bồ câu. Và hình ảnh bài báo này cũng như đường link và thông tin cụ thể và chi tiết viết rất nhiều thêm về việc Trung Quốc tổ chức sự kiện 70 năm sẽ được chúng tôi chia sẻ ngay sau video này, để các bạn có thể trực tiếp xem và tìm hiểu thông tin khi báo chí trong nước chưa đăng hoặc là không đăng một cách đầy đủ. Và cũng vào ngày 1 tháng 10, tức là ngày mai, ông Tập Cận Bình dự kiến sẽ chủ trì lễ quốc khánh mang tính biểu tượng với cuộc diễu hành khí tài quân sự của Trung Quốc, có thể bao gồm cả tên lửa Dongfeng 41 có khả năng phóng hạt nhân tới Hoa Kỳ trong vòng có 30 phút. Dự kiến sự kiện này huy động đến 15.000 binh sĩ, hơn 160 máy bay,
và 580 thiết bị quân sự. Và hình ảnh mà chúng tôi chia sẻ với các bạn, đây là loại vũ khí đặc biệt nguy hiểm của Trung Quốc đã phát triển, đó là tên lửa Dongfeng 41. Tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ mới của Trung Quốc Dongfeng 41 có thể tấn công bất cứ ở đâu trên trái đất, với các đầu đạn hạt nhân được kỳ vọng sẽ sẵn sàng vào năm 2018, tức là nó đã được triển khai rồi. Tên lửa Dongfeng 41 được cho là có thể bay xa hơn bất cứ loại tên lửa đạn đạo nào trên thế giới. Nó vừa trải qua lần thử nghiệm lần thứ 8 và hiện đã gần hoàn tất. Truyền thông quốc gia Trung Quốc đã đưa tin về việc này. Các báo cáo trước đó cho biết tên lửa này có thể bay xa ít nhất 12.000 km và mang tới 10 đầu đạn hạt nhân. Các bạn thấy rất lớn. Tên lửa này là loại siêu thanh, có thể dùng thiết bị ngụy trang để tìm đường xuyên qua hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương. Trang Global Times dẫn lời ông Su Wang, cố vấn cấp cao của Hiệp hội Kiểm soát và Giải giáp Vũ khí của Trung Quốc cho hay, tên lửa trên có thể mang tới 10 đầu đạn hạt nhân, mỗi đầu đạn lại nhằm vào một mục tiêu khác nhau. Nếu được đưa vào hoạt động vào năm 2018 vừa qua, thì tên lửa này chắc chắn đã được hoàn thiện. Một khi Dongfeng 4 đi vào hoạt động, Trung Quốc có thể bảo vệ sự an toàn của mình và ngăn ngừa chiến tranh hạt nhân đáng kể. Đây là lời của ông Su Wang nói như vậy. Và hồi tháng 7, trong một video tuyên truyền, Trung Quốc cho biết họ đã sở hữu 2.500 tên lửa đạn đạo và Dongfeng 41 là một trong 5 tên lửa đạn đạo liên lục địa hàng đầu thế giới. Và hình ảnh các bạn có thể thấy chiếc xe khổng lồ để chở chiếc tên lửa Dongfeng này, và nó có thể phóng tới 12.000 km, có nghĩa là tấn công bất cứ địa điểm nào ở trên trái đất này, thì rất và mang 10 đầu đạn hạt nhân, thì đấy là rất nguy hiểm với thế giới. Và tất nhiên dự cái lễ quốc khánh lần thứ 70 của Bắc Kinh, dự kiến sẽ có lãnh đạo cấp cao của Việt Nam sang để chúc mừng. Tuy nhiên trước đó vào ngày 26 tháng 9 thì chúng ta đã chứng kiến việc Phó Thủ tướng Việt Nam Vương Đình Huệ đã trao tặng hoa cho Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và chúc mừng Trung Quốc nhân dịp 70 năm quốc khánh. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ trên một số bài báo ở trong nước đã đăng. Và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự kỷ niệm 70 năm quốc khánh Trung Quốc tối nay, tức là ngày 26 tháng 9 năm 2019. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, Hùng Ba và Phu Nhân tổ chức chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Và hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ là ông Phó Thủ tướng đã tới dự và tặng hoa. Và điều rất khó hiểu là ngay ngày hôm nay chúng ta lại chứng kiến tiếp tục việc Trung Quốc đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 và các tàu hộ tống quay lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam lần thứ tư, mà hình ảnh chia sẻ sớm nhất và chúng tôi có thể gửi cho các bạn ngày hôm nay đó là của ông giáo sư Ray Matheson, giảng dạy trường Đại học Hàng hải Hoa Kỳ. Ông đã đưa lên ngày hôm nay trên trang Twitter của ông và ghi rất rõ cập nhật ngày 30 tháng 9 năm 2019, tức là ngày hôm nay. Thứ hai, tàu khảo sát Trung Quốc Hải Dương 8 hiện đang khảo sát một vùng mới trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đồ họa cho thấy các hoạt động kể từ khi con tàu rời đã chứa thập vào ngày 27 tháng 9 vừa qua. Và nếu để gần lại, các bạn thấy cái hải trình của chiếc tàu này đi rất sát vùng biển của Việt Nam, gần Quy Nhơn, gần Tuy Hòa, gần Nha Trang, Cam Ranh, và dường như không có sự ngăn cản nào của lực lượng chấp pháp Việt Nam có thể dừng lại việc thăm dò của Trung Quốc ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và điều đấy nói thêm rằng hải quân của Việt Nam cũng như là lực lượng chấp pháp của Việt Nam có vẻ rất yếu thế trước Trung Quốc. Và đây là dòng chia sẻ trên trang Twitter của ông giáo sư Matheson của trường Đại học Hàng hải Hoa Kỳ ngày hôm nay 30 tháng 9. Và các bạn có thể xem ngay sau đây khi chúng tôi phát video này cũng như đường link chia sẻ để các bạn có thể tự kiểm chứng và theo dõi sát sao hành trình của chiếc tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống hung dữ của Trung Quốc đang đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam lần thứ tư. Và việc này được Trung Quốc thực hiện ngay khi cuộc họp của đoàn Việt Nam tại Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa kết thúc, với phát biểu của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh không nêu tên Trung Quốc ra trước quốc tế. Và nếu đọc cái nội dung mà ông phát biểu thì chúng ta sẽ thấy rất rõ: chúng tôi thúc giục các bên liên quan ở Biển Đông tôn trọng luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật Biển Liên Hợp Quốc UNCLOS 1982, vốn được coi là một hiến pháp của đại dương. Đây là điều mà các bạn có thể sẽ tham khảo thêm. Và với cái bài phát biểu của ông, và rõ ràng là không hề nhắc đến Trung Quốc. Và sau khi ông phát biểu xong và về trở lại về Việt Nam thì lập tức Trung Quốc ngày hôm nay 30
tháng 9 năm 2019 đã điều tàu Hải Dương 8 và đội tàu hộ tống quay lại Việt Nam lần thứ tư. Đây là cái điều rất đặc biệt của Trung Quốc. Và trước đó thì các bạn cũng đã chứng kiến vào ngày 23 tháng 9, tàu Hải Dương 8 đã rút về đảo Bãi Chữ Thập ngay khi đoàn Việt Nam sắp đến họp của Hội đồng Liên Hợp Quốc. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thì đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy chia sẻ ở trên trang tweet của anh Phạm Thắng Nam vào ngày 23 tháng 9 năm 2019 và viết rằng đúng như dự đoán vào lúc 1 giờ 13 sáng ngày 23 tháng 9 năm 2019 hôm nay tức là giờ Việt Nam, Hải Dương 8 đã đến Đá Chữ Thập kết thúc cuộc khảo sát xâm lược lần thứ 3. Nếu để gần lại các bạn sẽ thấy rất rõ, họ dùng cái căn cứ quân sự rất lớn tại Đá Chữ Thập là cơ sở hậu cần để dùng cho chiếc tàu Hải Dương 8 và đội tàu hộ tống để thăm dò vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Có nghĩa là nơi đây giống như một tiền đồn của Trung Quốc, một căn cứ quân sự của Trung Quốc để áp sát và uy hiếp vùng Biển Đông của Việt Nam. Đây là điều rất đặc biệt và Việt Nam cần phải theo dõi sát sao và liên tục người đồng chí của mình. Như vậy thì lời hứa của Chủ tịch Tập Cận Bình cho Hồng Kông và việc Trung Quốc tiếp tục ngang nhiên vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thăm dò thì hai điều này rất trái ngược nhau, vì bất cứ lúc nào phía Trung Quốc cũng sẽ có thể làm ngược lại những cái điều mà họ đã nói. Và thời gian này Việt Nam đang cần chuẩn bị cho việc Trung Quốc sẽ tìm mọi cách thực hiện tuyên bố của họ vào ngày 18 tháng 9 năm 2019 vừa qua về khu vực Bãi Tư Chính và vùng Biển Đông là chủ quyền của họ, thông qua tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã được đưa ra mà phía báo chí truyền hình Việt Nam hơn 800 cơ quan báo đài hoàn toàn im lặng trước những thông tin nghiêm trọng này và đã không thông tin cho nhân dân và đang giấu giếm người dân. Bắc Kinh vu cáo Việt Nam vi phạm quyền lợi và lợi ích của Trung Quốc ở Biển Đông. Bắc Kinh ngày 18 tháng 9 tố cáo Việt Nam vi phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích của Trung Quốc khi tiến hành khai thác dầu khí đơn phương trong khu vực Bãi Tư Chính kể từ tháng 5 năm nay. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh Trung Quốc có chủ quyền tại Trường Sa và quyền chủ quyền tài phán tại khu vực Bãi Tư Chính kể từ đó và khẳng định điều này có cơ sở vững chắc về lịch sử và pháp lý. Tuyên bố của ông Cảnh đã đưa ra đáp câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc phản ứng phía Việt Nam về việc tàu khảo sát Hải Dương 8 cùng các tàu hộ tống của Bắc Kinh trở lại thềm lục địa vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam hôm 13 tháng 8. Trước đó, nhóm tàu vừa kể trên đã bị phát hiện trong khu vực này từ đầu tháng 7 đến nay. Và đến đây là điều rất nghiêm trọng và đặc biệt. Và trong cả thời gian 3 tháng vừa qua, các bạn cũng đã chứng kiến rất nhiều lần Trung Quốc xâm phạm chủ quyền và nhiều lần Bộ Ngoại giao Việt Nam buộc phải công bố và yêu cầu Trung Quốc rút ra. Nhưng ông Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam cũng không hề lên tiếng và im lặng hoàn toàn trước những cái đe dọa về chủ quyền đất nước nghiêm trọng như vậy. Và trên hết, hơn hết, để thoát chung cũng như thực sự độc lập với chủ quyền của Việt Nam thì các lãnh đạo tại Hà Nội cần tỉnh táo trước sự viễn vông của 4 tốt và 16 chữ vàng mà Trung Quốc cố sơ ra để che giấu các toan tính bành trướng nguy hiểm ngày càng cao tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và cuối cùng, con đường tốt nhất mà Việt Nam nên lựa chọn là từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội để liên minh với Mỹ và các nước dân chủ tự do trên thế giới cùng bảo vệ tự do hàng hải, không hàng không và chủ quyền đất nước trước người láng giềng Trung Quốc. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de thứ hai ngày 30 tháng 9 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận và chúng tôi sẽ phục vụ các bạn trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất, những thông tin trung thực nhất. Chào các bạn và chúc các bạn một ngày mới an lành. Lê Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Thời báo.de.